Sophie. Sao không dậy mà đi, ngồi lì chi ở nhà. Ta về nhà lớn đi, về nhà lớn ba vàng. Ta về nhà lớn cùng rèn kỹ năng. Ta về nhà lớn đi, về khám phá vườn tâm. Về nhà lớn thật đông thật vui. Về nhà lớn, về nhà lớn, chú ba vàng giơ tay chào đón. Nhà như lai rộng mở, con đường xa trí tuệ. Về nhà lớn, về nhà lớn, chú ba vàng giơ tay chào đón. Xuôi từ bi tươi mát, muôn hoa vui muôn đời. Nào bạn ơi nắm tay nhau, ta về nhà lớn ba vàng, nơi chờ bình yên cùng nhau tu học chi giác phong đa. Dẫu muôn phương dẫu nơi đâu, nắm tay nhau nào bạn ơi, ta về nhà lớn ba vàng. Lần đầu tiên được ăn món chè bí đỏ này em thấy rất là đặc biệt và rất là ngon. Chè vừa thơm mùi cốt dừa, vừa ngọt, vừa mát, vừa ngon lành, vừa bổ dưỡng cho chúng em ạ. Lần sau em cũng muốn ăn thêm mấy lần nữa ạ. Hôm nay em đến với chùa Ba Vàng rất là vui và có ý nhiều kỷ niệm. Và đây là lần đầu tiên mà em được ăn gốc chè ngon nhất trong cuộc đời và ý nghĩa như này. Và em cảm ơn tất cả các cô và các bác đã làm món chè. Bữa phụ hôm nay rất là ngon, bọn em được cùng ăn với nhau rất là vui. Cảm ơn quý thầy đã tạo cho bọn em một sân chơi rất là bổ ích để bọn em có thể giao lưu gắn kết với nhau. Mấy ngày đầu thì bọn em có thể chưa hòa nhập được, nhưng mà càng về sau thì càng vui, cảm giác cái bữa ăn càng về sau thì nó càng ngon hơn ấy. Cảm giác như là ở trong đấy nó dành tất cả những cái tình yêu thương của các cô bác Phật tử cũng như quý thầy, các anh chị tình nguyện viên và những người mà đã làm ra những cái món ăn này. Trong hoạt tu mùa hè em cảm thấy rất là học thêm rất nhiều với mẹ, rất là bổ ích. Và em hy vọng là năm sau em có thể tham gia là cả năm sau nữa. Con cảm ơn thầy Trúc Thái Minh và cô Phạm Thị Yến đã tổ chức ra một khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng thật là ý nghĩa và bổ ích để cho những khóa sinh có thể tham gia và trở nên thật là trưởng thành hơn ạ. Con cảm ơn ạ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều, đặc biệt là các quý thầy đã tạo ra cho bọn em một sân chơi rất là bổ ích để bọn em có thể phát triển tư duy cả về hình thể lẫn tinh thần. Thì sau khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng này thì em cảm thấy mình tự tin hơn, mình có thể nói trước đám đông, mình có thể giao tiếp được với mọi người và học được thêm nhiều kỹ năng khác nữa.